À, cô Thảo ở Việt Nam đó, cô đã thấy cái livestream của thầy chưa? Nếu thấy thì đánh cho thầy mấy chữ đi. Alo, con thấy chưa? Alo, Bây giờ tụi con đang sẵn sàng hết rồi. mà con thầy đã mở livestream rồi đó, con vô thấy chưa? Con thấy chưa? Con thấy livestream được chưa? Con mở lên thấy, trường hợp thấy rồi thì thầy bắt đầu thầy tổ. Thấy rồi phải không? Rồi, con thấy rồi phải không? Ok. Chờ chút để thầy mở cái speaker lên. Ở bên đó con nghe rõ không vậy? Con nghe được chưa? Rồi, tức là ra nó bắn qua cái loa speaker rồi phải không? Rồi bây giờ thầy tắt cái FaceTime rồi bắt đầu thầy thầy nguyện rồi thầy để tụng cho ông cụ. Kính thưa quý vị, Hương Linh Nguyễn Văn Hiệp, pháp danh Thiện Phước, sanh 1934 tại Việt Nam, đã xả báo thân ở tại Bình Dương trong thời gian để chờ nhà hoàng lại pick up cái thi hài. Thì con gái là cô Thảo, đệ tử của tôi ở bên Mỹ và đã bay về lo cho vấn đề hậu sự cho cha. Thì tôi thấy trong thời gian này còn chờ một số thầy ở Việt Nam lợi tụng, thành ra tôi thấy tôi xin tụng cho ông cụ 21 biến Phật đảnh tôn thắng, và sau đó nếu mà quý vị tăng chưa lại thì tôi vẫn tiếp tục tụng kinh để cho ông cụ. Và bây giờ tôi mời tất cả các đệ tử nào có đầy đủ nhân duyên thì cùng vào tụng Phật đảnh tôn thắng với tỳ kheo Thích Thông Lai để hồi hướng công đức này cho ông cụ Nguyễn Văn Hiệp, pháp danh Thiện Phước, sinh 1934, vừa xả báo thân cũng được 6 tiếng rồi. Để cho ông cụ đầy đủ nhân duyên để được về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Chúng ta bắt đầu thì 21 biến Phật đảnh tôn thắng. Sarva tathagata avalokani sarva ramata paripurani sarva tathagata
Shunne Visputa Buddhi Shunne Jaya Jaya Vijaya Vijaya Smara Smara Sava Buddha Adhisthita Shunne Vajri Vajra Gave Vajram Bhavatu Mama Sariram Sava Satvanam Chakaya Pari Vishunne Sava Gati Pari Shunne Sava Tata Gata Sinjame Sama Swasa Yanto Sava Tata Gata Sama Swasa Adhisthite Buddhiya Buddhiya Vibuddhiya Vibuddhiya Bodhaya Bodhaya Vibodhaya Vibodhaya Samanta Pari Shunte sawa tata gata ridaya adhisthana adhisthita maha mudre Namo bhagavate trailokya rati visistaya mudaya bhagavate tariya tao Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Samanta Vava Sasmarana Gati Gahana Sobhava Vishuddhe Abhisin Chattu Mamsu Katavara Vachana Amerita Abhisikrai Mahamantra Parai Ahara Ahara Ayu Samdharani Suddhaya Suddhaya Gagana Vishuddhe Kusnisa Vijaya Vishuddhe Sahasvara Sri Samchorite Savatata Gata Avalokani Satparamita Paripurani Savatata Gata Mati Dasa bumi pratisthite savatata gata Hridaya adhisthana adhisthita maha mudre vajrakaya samhattana vishuddhe savavarana apaya lukati pari vishuddhe rati nirvataya ayushuddhe samaya adhisthite mani mani maha mani tatata bhutta kuti pari shuddhe visputta buddhi shuddhe jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha adhisthita shuddhe vajri vajrakave vajrambha Tu mama sari ram sava sava nam chakaya pari vishuddhe sava gati pari shuddhe sava tata gata sinjame sama swasa yanto sava tata gata sama swasa aristite buddhiya buddhiya vibuddhiya vibuddhiya bodhaya bodhaya vibodhaya vibodhaya samanta pari shuddhe sava tata gata hridaya adhisthana adhisthita maha mudre Bhagavate Trailokya Rati Visistaya Buddhaya Bhagavate Tariya Tao Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Samanta Vava Satsparana Gati Gahana Sobhava Vishuddhe Abhisin Chattu Mamsu Katavara Vachana Amerita Amisekrai Maha Mantra Parai Ahara Ahara Ayusamdharani Suddhaya Suddhaya Gagana Vishuddhe Kusni Savijaya Vishuddhe Sahasvara Sri Samyorite Savatata Gata Avalokani Satparamita Paripurani Savatata Gata Mati Dasa bumi pratisthite sava tata gata Hridaya adhisthana adhisthita maha mudre vajrakaya samhattana vishuddhe sava varana apaya dukati pari vishuddhe gati nirvataya ayushuddhe samaya adhisthite mani mani maha mani tatata buddha kuti pari shuddhe visputta buddhi shuddhe jaya jaya vijaya vijaya smara smara sarva buddha adhisthita shuddhe vajri vajra lave vajram bhava Tu mama sari ram sava sava nam chakaya pari vishuddhe sava gati pari shuddhe sava tata gata sinjame sama swasa yanto sava tata gata sama swasa adhisthite buddhiya buddhiya vibuddhiya vibuddhiya bodhaya bodhaya vibodhaya vibodhaya samanta pari shuddhe sava tata gata hridaya adhisthana adhisthita maha mudre Bhagavate Trailokya Rati Visistaya Buddhaya Bhagavate Tariya Tao Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Samanta Vava Satsparana Gati Gahana Sobhava Vishuddhe Abhisin Chattu Mamsu Katavara Vachana Amerita Abhisikrai Mahamantra Padai Ahara Ahara Ayu
Vishuddhaya Asamma Samma Samma Dharma Vasa Svarana Gati Gahana Sobhava Vishuddhaya
xuất đề a bi sinh cha tu mang su ca ta ba ra va cha na am bê ri ta a bi se ca ma ha man ta ba đai a ha ra a ha ra a yu sam ra ra ni xuất đa ya ga ga na vi xuất đề bi sĩ sa vi cha ya vi xuất đề sa ha su ra ra sĩ sam cho đi te sa va ta ta ga ta a va lo ca ni sa pa ra mi ta ba ri bu ra ni sa va ta ta ga ta ma ti da sa bu mi ta ti si te sa va ta ta ga ta vi ta ya a di sta na di sti ta ma ha mu tre va cha ca ya sam ha ta na vi xuất đề sa va va ra na a pa ya do ta ti ta ri vi xuất đề ta ti ni va ta ya a yu xuất đề sa pa ya a di sti te ma ni ma ni ma ha ma ni ta 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 bu ta bu ti pa ri xuất đề vi bu ta bu vi xuất đề cha ya cha ya vi cha ya vi cha ya sma ra sma ra sa va bu ta a di sti ta xuất đề va tri va tra ca ve va tram va va tu ma ma sa ri ram sa va sa va nam cha ca ya pa ri vi xuất đề sa va ta ti pa ri xuất đề sa va ta ta ra ta sin cha ve sa ma sa sa yam tu sa va ta ta ra ta sa ma sa sa a di sti te bu di ya bu di ya vi bu di ya vi bu di ya bo da ya bo da ya vi bo da ya vi bo da ya sa man ta pa ri xuất đề sa va ta ta ra ta ri da ya a di sta na di sti ta ma ha mu tre swa Bhagavate Tailokiya Vati Visistaya Buddhaya Bhagavate Taliya Tha Vishuddhaya Vishuddhaya Asamba Sama Samantava Vasaspara Nagatika Anasobhava Vishuddhaya Vishinjato Mamsukata Bharavachana Amrevita Vishikai Mahamantapadai Ahara Ahara Ayu Sandharani Suddhaya Suddhaya Gagana Vishuddhaya Kusmi Sarijaya Vishuddhaya Sahasvara Sri Samchorite Sawatata Gata Avalokani Satparamita Paripurani Sawatata Gata Mati Dasa Bumi Pati Sipe Sawa Tata Gata Hidaya Adista Nadis Dita Mahamudre Vajrataya Samhata Nadi Shukte Sawa Varana Apaya Durgati Pari Vichukte Tati Nirvataya Ayu Shukte Samaya Adis Dite Mani Mani Mahamani Tata Tabu Taku Ti Pari Shukte Visputa Budi Shukte Jaya Jaya Vijaya Vijaya Smara Smara Sarva Buddha Adis Dita Shukte Vajri Vajrata Vajramba Vatu Mama Sari Nam Sava Sattva Nam Chakaya Pari Vishuddhe Sava Gati Pari Shuddhe Sava Tata Gata Sinjame Sama Swasa Yanto Sava Tata Gata Sama Swasa Adistite Budhiya Budhiya Vibudhiya Vibudhiya Bodhaya Bodhaya Vibodhaya Vibodhaya Samanta Pari Shuddhe Sava Tata Gata Hridaya Adistana Adistita Mahamudre Svaha Bhagavate Tailokiya Rati Visistaya Buddhaya Bhagavate Taliya Tha Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Samanda Vava Satspara Nagati Gahana Sobhava Vishuddhaya Visinjato Nam Sukata Vara Vachana Amerita Visekai Mahamanta Padai Ahara Ahara Ayu Sandara Nisuddhaya Suddhaya Gagana Vishuddhaya Kusmi Savijaya Vishuddhaya Sahasvara Sri Samchorite Savatata Gata Avalokani Satparamita Paripurani Savatata Gata Mati Dasa Bumi Pati Sipe Sawa Tata Gata Hridaya Adista Nadis Dita Mahamudre Vajrataya Samatta Na Vishuddhe Sawa Varana Apaya Durgati Pari Vishuddhe Pati Nirvataya Ayushuddhe Samaya Adis Dite Mani Mani Mahamani Tata Tabu Tabu Ti Pari Shuddhe Visputa Bumi Shuddhe Jaya Jaya Vijaya Vijaya Smara Smara Sarva Buddha Adis Dita Shuddhe Vajri Vajrata Vajramba Vatu Mama Sari Ram Sava Sattva Nam Chakaya Pari Vishuddhe Sava Gati Pari Shuddhe Sava Tata Gata Sinjame Sama Swasa Yanto Sava Tata Gata Sama Swasa Adis Dite Budhiya Budhiya Vibudhiya Vibudhiya Bodhaya Bodhaya Vibodhaya Vibodhaya Samanta Pari Shuddhe Sava Tata Gata Hridaya Adis Tana Adis Dita Mahamudre Svaha Bhagavate Tailokiya Rati Visistaya Buddhaya Bhagavate Taliya Tha Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Samanta Vava Satspara Nagati Gahana Sobhava Vishuddhaya Visinjato Mamsukata Vara Vachana Amerita
Bhagavate
Chúng ta đã tụng được 21 biến Phật đảnh tôn thắng. Bây giờ là chúng ta sẽ tụng chú chuẩn đề. Và quý vị có biết rằng lần đầu tiên tôi sử dụng thần chú chuẩn đề để giải nghiệp cho đệ tử trong lúc lâm chung. Để rồi mai mốt quý vị sẽ thấy cái khác biệt giữa chú chuẩn đề và chú Phật đảnh tôn thắng khi mà sàng xa lời nó như thế nào. Thì quý vị biết chú chuẩn đề là nó có công năng tương tự như là chú Phật đảnh tôn thắng, cũng giống như Tỳ Lư Quán Đảnh, nhưng mà cái chú chuẩn đề thì nó có công năng là diệt trừ luôn cả ma chướng. Cho nên cái chú chuẩn đề ngài Long Thọ đã nói là khể thủ quy y tô thất đế, đầu diện đảnh lễ thất tu chi. Tức là ngài mỗi một thất tu chi tương đương với 1 triệu vị Phật, mà 7 triệu vị Phật đã trì cái thần chú chuẩn đề này. Ngã kim sinh tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thùy gia hộ. Cái chữ tất cả các chú đều không có cái bài kệ này, chỉ có cái chú này ngài Long Thọ đã nói cái bài kệ này, là gia hộ cho người sống và gia hộ cho hương linh trong giai đoạn trung ấm, không có bị đi sai đường. Mời quý vị cùng tụng chú chuẩn đề. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng chú chuẩn đề để mà tôi hộ niệm cho một hương linh. Nhưng mà hương linh này thì ở Việt Nam, và có người con gái là cô Thảo.
Mai Thị Thảo, cổ đang ở bên Texas nhưng mà cổ bay về cách đây một tuần, và cổ ở bên kia, ở bên sát giường bệnh của cha mình, để mà tôi tụng, để mà qua cái sự mà tôi đã nói, cổ cũng đã từng làm lễ quán đảnh ở tại Youth Center, và cổ cũng đã quán đảnh ở tại Conroe, Texas. Cho nên trong thời gian mà chờ chư tăng ở Việt Nam họ lại thì tôi điểm tiếp tục hộ niệm. Nha. Bây giờ nói cho Thảo nghe là sư phụ tiếp tục tụng một chút chuyện đề.
Chúa lễ chuẩn bị xóa
Sư phụ biết là con đã niệm Phật cho ba con chưa? Có niệm Phật chưa? Trả lời cho sư phụ biết. Đánh lên đi. Trong mấy tiếng qua có niệm Phật chưa? Sư phụ hỏi, nếu chưa niệm Phật thì sư phụ phải niệm Phật cho ông cụ. Thảo đánh mấy chữ cho sư phụ biết con đã niệm Phật cho ba con chưa? À, có sư phụ có tụng lăng nghiêm, sư phụ đã có trì chú,
Nhưng mà con có tụng Địa Tạng, chưa có niệm Phật không được giảng sanh đâu nha. Nhớ kỹ nha. Bây giờ phải niệm Phật. Bây giờ cái thời gian này thì trong thời gian chờ mấy thầy Việt Nam lại đó thì sư phụ niệm Phật. Rồi được rồi, để sư phụ niệm. Mời quý bạn đồng tu giúp cho ông cụ Nguyễn Văn Hiệp, pháp danh Thiện Phước, là thân sinh của Thảo. Thảo là một đệ tử của hệ thống chùa Tam Quyên tại Hoa Kỳ và đã từng sát cánh với hệ thống này, cho nên chúng ta bỏ một chút thời gian. Tôi nghĩ cái số lượng mà hồi nãy nó đã tụng trên 1.800 biến rồi, tại nhân cái số lên đó nha, 21 biến sư phụ tụng Phật đảnh tụng thắng nhân cho 560 người thì nó cũng trên 1.000 rồi. Chú chuẩn đề cũng đã nhiều, bây giờ tới niệm Phật nha.
Nam mô A Di Đà Phật.
Bên đó cái vị thầy thiền duyên mà làm cái lễ nhập vô trong nhập quan đó ổng như thế nào, xin ngưng một chút xíu để tôi nói chuyện bên Việt Nam chút. Anh Thảo vô bắt máy đi, thầy gọi Mai Thảo đó. Còn bao lâu nữa quý thầy Việt Nam đến? Sư phụ tụng riết, chừng nào nhóm ổng tới thì thôi. Dạ, thì bây giờ... Không... không, tức là thầy thiện duyên nó chừng nào cũng tới không biết luôn phải không? Nhưng mà ba con mất cả 8 tiếng mà ông chưa lại lần nào hết đó hả? Chưa lại luôn. Dạ. Yeah. Dạ, thì bây giờ cái chuyện đó để tẩn là thầy thường duyên ổng biết, thầy không có chỉ ổng, tại vì nó chuyện của ổng, ổng là nhà sư, ổng hòa thượng, ổng biết rồi. Nhưng bây giờ ổng chưa đến là sư phụ tụng. Nãy giờ tụi con có bắt vô wifi tụng rõ không?
kéo cái máy kẹo kéo vô, công ty nó dặn con rồi bỏ cái máy kẹo réo mà nhà thường karaoke, cầm cái điện thoại lên thì nó bắn qua cái tiếng cho ông. Đúng rồi, thầy đó nó lấy cái máy kẹo kéo có mười mấy đô hà là tụng được rồi, không có đòi tốt. Dạ, bởi vì sư phụ hồi qua sư phụ tụng cho con mà lại không có được là tại vì tiên nó dặn rồi, đi mua cái máy kẹo kéo về có chừng 20 đô à là kéo được rồi, tụng vô đó là được chứ. Rồi bây giờ tụng tiếp nữa nha, rồi. Chừng nào mà ổng đến nó còn đánh mấy chữ cho sư phụ nha. À, rồi đó, người ta chết 8 tiếng mà thầy Việt Nam giờ này chưa đến đâu quý vị, nó khổ vậy đó. Xin mời quý vị niệm Phật tiếp nha, niệm tới chừng nào thầy Việt Nam đến thì mình giao cho mấy ổng, tại vì cái đó trách nhiệm của mấy ổng. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn quý vị đã vào tụng với Tỳ Kheo Thích Thông Lai. Quý vị đã nghe máy hú không? Hú tắt máy luôn, sắt luôn. Sắt luôn, giờ dặn không có lên nữa. Quý vị thấy không? Là lúc mà sư phụ không có đọc được mấy cái comment là Thảo nó nói là quý thầy đến. Nhưng mà lúc đó, ông cụ cũng làm cho cái máy sắt luôn. Mặc dù ở cách luôn cả một cái biển đại dương, cả hai mấy tiếng như mình tụng á, có cái giao cảm. Cho nên sau này đệ tử của thầy tụng là phải tụng cho nó giao cảm, tụng hết tấm lòng ra. Người sống nghe rất là thoải mái, những người thân nhân họ nghe thoải mái thì cái thân trung ấm họ sẽ rất là thoải mái. Nha, nhớ nhà tụng phải tụng là như vậy đó, chứ không phải tụng mà làm cho người ta chán nản. Nhớ kỹ nha. Dạ, tiếng hú đó quý vị.
hú xách máy luôn. Là ông nói đủ rồi, ông bye bye và ông xách máy sư phụ luôn đó, máy hú luôn, giờ mở không lên nữa. Tôi nói bây giờ không có qua cái speaker nó đứng luôn. Ơi, cảm ơn quý vị đã vào để mà tụng kinh cho ông cụ Nguyễn Văn Hiệp. Đó là những cái điều tốt đó quý vị thấy, từ bên Việt Nam mà ông xách máy bên này được luôn đó quý vị, hú máy luôn. Rồi, xin kính chào quý vị và hãy nhường lại cái đạo tràng ở bên đó cho Hòa Thượng Thiện Duyên, ông vào để ông lo cái chuyện mà hộ niệm. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.